Hello, xin chào các bạn. Cho mình xem thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh của cô gái với gương mặt rất là baby này, cũng rất là lạnh lùng. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Thank you.
mình đã tô xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tô màu lần sau nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.